Người ta nói lịch sử là người thầy của tương lai. Thế nhưng trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay, hình như người thầy này đang dần đánh mất vị trí và vị thế quan trọng của mình. Trước khi tôi chứng minh điểm sử thấp không phải do lỗi của học sinh mà là do hệ quả của những định kiến và nhu cầu của xã hội, hay đến với một số phản biện. Trước hết, các bạn nói rằng là lỗi đến từ giáo dục và xã hội, thế nhưng học sinh vẫn có một phần lỗi, thì tôi xin khẳng định không bao giờ có chuyện này. Lỗi từ giáo dục và xã hội sẽ không bao giờ tồn tại song song với lỗi của học sinh, mà chính là lỗi từ giáo dục và xã hội nên mới tồn tại nên cái ý thức học sinh. Và nếu như các bạn có cách giáo dục hấp dẫn và thực sự thu hút, tạo ra học sinh cái tư duy, giúp học sinh có cái nhìn đa chiều và áp dụng được vào thực tế giống như trong xã hội của Mỹ mà tôi sẽ chứng minh ở phần sau, thì chắc chắn không bao giờ học sinh để xảy ra chuyện 70% điểm sử dưới trung bình. Nếu các bạn không làm được điều này thì đến thế hệ mai sau thì điểm sử vẫn sẽ tiếp tục thấp như thế, các bạn không tạo ra sự thay đổi nào cả. Thứ hai, các bạn nói rằng điểm dưới 5 là do học sinh không nắm được kiến thức cơ bản. Nhưng có một cô giáo tôi rất kính trọng đã từng nói với tôi thế này: giá trị căn bản của lịch sử không nằm ở những con số, không phụ thuộc vào học sinh nhớ được bao nhiêu cái tên hay mốc thời gian, mà nằm ở việc họ có cảm nhận được những giá trị lịch sử, rằng ngày hôm nay của học sinh được đánh đổi bằng biết bao nhiêu xương máu của cha ông, họ có yêu, có trân trọng và cố gắng phát triển giá trị truyền thống văn hóa ấy hay không. Và tôi xin khẳng định học sinh chỉ chán học lịch sử ở trên trường, chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Đúng thế, và đừng đánh đồng hai điều này với nhau. Tôi xin nhắc lại, không một học sinh nào chán lịch sử dân tộc, mà có rất nhiều học sinh đang chán cách dạy môn lịch sử trên nhà trường. Tiếp đến, chúng tôi sẽ xin chứng minh đi vào luận điểm 2 của chúng tôi. Luận điểm 2 của chúng tôi là điểm sử thấp không phải do lỗi của học sinh, mà là do cách học bị ảnh hưởng bởi những định kiến và nhu cầu của xã hội. Đầu tiên, có một định kiến đã thâm căn cổ đế trong suy nghĩ của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội là môn sử là môn phụ, chỉ cần học thuộc lòng nên học sinh thiếu hứng thú, không chú trọng và không muốn bỏ thời gian công sức để học sử. Nếu như ở Mỹ, một quốc gia chỉ có lịch sử 300 năm với lịch sử 4.000 năm văn hiến của Việt Nam, thì lịch sử là căn cốt, là ưu tiên hàng đầu. Xin mời bạn. Tôi xin hỏi là ở trong nền giáo dục Mỹ thì lại coi môn sử môn tự chọn, thế nhưng nền giáo dục Việt Nam lại là coi môn sử môn bắt buộc. Thì tại sao các bạn cho rằng ở Mỹ lại coi trọng môn lịch sử hơn Việt Nam? Tôi xin đính chính với bạn, ở Mỹ dạy lịch sử quan trọng những môn toán, vật lý và Anh. Tiếp đó, lịch sử ở Mỹ còn có tác dụng ở trong cả kinh tế, cả chính trị. Còn trong xã hội Việt Nam thì hoàn toàn không làm được điều này, bởi chúng ta coi sử là một môn học thuộc để tốt nghiệp mà thôi, không được thảo luận bởi vì chương trình quá dài, cho nên giáo viên chỉ kịp nhồi nhét kiến thức chứ không kịp giúp cho học sinh thảo luận có cái nhìn sâu hơn. Không cần tư duy và không cần cái nhìn đa chiều, bởi vì chúng ta học lịch sử chọn lọc và theo như các bạn nói làm chỉ một giáo án theo một hướng nhất định. Vì thế, tất cả những cái học sinh nhìn thấy chỉ là những cái trong sách giáo khoa và học sinh không cần phải tư duy thêm nữa. Các bạn nói lịch sử có rất nhiều lợi ích. Đúng vậy, chúng tôi khẳng định lịch sử có lợi ích quan trọng đối với toàn xã hội và nhất là đối với cả một dân tộc. Nhưng trong cái việc dạy môn lịch sử, các bạn không thể chứng minh được cho chúng tôi lịch sử của các bạn đang đáp ứng được tất cả những giá trị ấy, mà các bạn đang chỉ nói về lợi ích của môn lịch sử mà thôi. Tiếp theo đó, thứ hai, nhu cầu của xã hội thay đổi và môn sử hiện nay của các bạn bởi vì không áp dụng được vào thực tế, không dạy chúng ta những cái bài học và không dạy chúng ta cách tư duy. Vì thế nó làm cho môn lịch sử trở nên ít cơ hội hơn. Tôi xin nhấn mạnh lại là một lần nữa đặc điểm của học sinh trung học phổ thông, đó là những người dần trưởng thành thoát khỏi sự dựa dẫm của bố mẹ và họ bắt đầu phải tự lo lắng cho tương lai, cho định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Vì thế họ sẽ có xu hướng theo đuổi những nhu cầu của xã hội. Các ngành nghề hot hiện nay như kinh tế, công nghệ, khoa học và tất cả những điều này ở trong xã hội Việt Nam đều không liên quan đến môn sử. Và kể cả các nhà tuyển dụng thì đều không có nhu cầu cao về việc học sinh phải học giỏi sử. Và lẽ dĩ nhiên khi khoa học lịch sử có ít tiếng nói, khi cơ hội tìm việc làm của những người giỏi sử ít đi thì môn này sẽ không còn hấp dẫn học sinh. Theo đuổi thành công, đam mê và sự giàu có, đó là ước mơ của mỗi người và học sinh hoàn toàn có quyền được làm điều gì có ích nhất cho tương lai của họ. Nếu như các bạn tiếp tục dạy sử theo phương pháp này, nếu như xã hội còn không coi trọng môn sử thì thế hệ mai sau nữa, chúng ta điểm sử vẫn tiếp tục thấp với nó, các bạn không tạo ra một sự thay đổi nào cả. Tôi xin cảm ơn.